mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xã Đảo 88. Thì hôm nay mình sang room số 10 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy. Của số Xã Đảo 88 thì có hai dòng xe, đó là dòng xe Volvo F1 màu đen và phiên bản Volvo F2 màu đỏ. Thì hôm nay mình sẽ review về hai mẫu xe này có sự khác biệt nhau như thế nào, giá cả trên lệch nhau như thế. Về đối với cái dòng xe Volvo F1 thì đang được trang bị là trang bị bộ chuyển động của xe, bộ đề là Shimano Tierra R4007. Còn đối với dòng xe Volvo F2 thì đang được trang bị là trang bị Shimano Sora, cấu hình sẽ thấp hơn là Shimano Tierra R4007. Phần thứ hai đó là phần cọc yên. Cọc yên thì cọc yên của Revo F1 này thì đang được trang bị là cọc yên carbon khá là nhẹ. Còn Revo F2 thì vẫn được trang bị là trang bị cọc yên nhôm. Sự khác biệt thứ ba của dòng xe này đó là dòng xe Revo F1 thì đang được trang bị là trục giống này, trục giống chạy bi bạc đạn hai bên mé ngoài này, khá là êm và mượt này. Đối với dòng xe Revo F2 thì đang được trang bị là trang bị trục cốt vuông cũng chạy bi bằng đạn bên trong, nó sẽ không được mượt như dòng Revo F1. Về phần cuối cùng là phần thứ tư là bộ lip. Thì lip của dòng xe này đang được trang bị là lip thả 10 tầng đối với dòng Revo F1. Còn bản Revo F2 thì đang được trang bị là trang bị lip thả 9 tầng, nó sẽ thấp hơn một lip đối với dòng xe Revo F1. Về cấu hình của hai chiếc xe này thì nó cũng khung sườn của hai chiếc xe này thì vẫn được trang bị là khung sườn hợp cung nhôm khá là nhẹ. Thì nhà thiết kế đã thiết kế ra bộ cung nhôm này đúc rất là nhiều hợp kim để tạo nên một cái khung xe nó rất là nhẹ, gần giống như là một chiếc xe carbon 18K. Còn dây thì cũng được thiết kế dây rất là gọn gàng, từ càng xe cho đến khung sườn của xe rất là cao để giảm tối thiểu nhất của cái dây phanh và dây đề đi trong khung của xe. Còn về phần bánh xe thì cũng được trang bị là bánh xe là 700x38C. Bánh xe này thì rất là đi là bám đường. Còn vành cũng được trang bị là vành gian hợp kim hai lớp. Căng thì không có gì thay đổi, vẫn là căng tròn là siêu chướng Meyer nhôm này, chạy đi bằng đạn ở trong này. Phanh thì phanh được hai chiếc xe này thì đều được trang bị là phanh đĩa dầu của Techo, Shimano Techo, khá là cao cấp. Rồi về phần cuối cùng đó là yên. Hai chiếc yên này thì cũng được trang bị là yên khá là mềm, có khi là rất là thể thao cho dòng xe touring địa hình như này. Nếu các bạn muốn tham khảo hoặc là thử xe thì các bạn có thể qua số 10 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy thì trực tiếp mình xem xe và được thử xe. Hoặc là các bạn muốn đặt hàng thì có thể đặt hàng qua số điện thoại hotline 0964005166 hoặc 0936307517 để xem nhanh tư vấn hỗ trợ. Cảm ơn các bạn.